Một mái tóc đẹp chắc khỏe, không gầu không ngứa là mong ước của nhiều bạn. Hôm nay, Dilys gửi đến bạn bí kíp chọn dầu gội giúp bạn biết được những loại dầu gội Hàn Quốc nào tốt, phù hợp với tóc của bạn, xác định tình trạng tóc của bạn. Đây là bước quan trọng nhất giúp bạn chọn được loại dầu gội Hàn Quốc vừa tốt vừa phù hợp với bạn. Bởi tóc của bạn được tổng hợp bởi 3 yếu tố: tình trạng da đầu, khô, dầu hay nhiều gầu. Đặc tính của tóc: tóc lượn sóng, tóc xoăn, tóc thẳng hay tóc nhuộm, môi trường sống. Sống ở thành phố hay nông thôn, môi trường xung quanh có ô nhiễm nhiều hay không, bạn có thường xuyên ngồi phòng có điều hòa nhiệt độ không, thời tiết ngoài trời có độ ẩm cao hay thấp, nhiệt độ thế nào, tất cả các yếu tố trên đều tác động đến mái tóc của bạn, vậy nên bạn cần kiểm tra cẩn thận để xác định đúng tình trạng và chất tóc của mái tóc mình. Để chọn được loại dầu gội Hàn Quốc nào tốt nhất, phù hợp nhất với bạn, cách chọn dầu gội Hàn Quốc cho từng loại tóc. Tóc thường, nếu tóc bạn không nhiều dầu và không quá khô, xin chúc mừng là bạn đã có mái tóc bình thường. Bởi loại tóc này rất dễ chăm sóc, hầu như loại dầu gội Hàn Quốc nào cũng phù hợp, hiệu quả tốt cho mái tóc. Bạn chỉ cần dùng dầu gội đầu Hàn Quốc bình thường để giữ sạch cho tóc, ngoài ra, dùng thêm dầu xả để tóc khỏe hơn, mềm mượt hơn là được. Tóc hỗn hợp. Tóc hỗn hợp là sự kết hợp giữa tóc khô và tóc dầu. Biểu hiện của loại tóc này là phần da đầu luôn có cảm giác nhờn rít dù bạn mới gội xong. Kèm theo đó là phần đuôi tóc thường bị khô chẻ ngọn, bạn nên dùng loại dầu gội nào có khả năng dưỡng tốt. Hạn chế dùng dầu xả, gel tóc dầu. Tóc dầu là loại tóc dễ nhận ra nhất vì trông rất nhiều dầu, xỉn màu, nhìn hơi bẩn. Những người sở hữu loại tóc này thường hay gặp vấn đề về gầu. Lời khuyên hữu ích cho bạn là nên gội đầu thường xuyên và sử dụng dầu gội dành riêng cho da dầu. Tóc khô, nếu tóc bạn trông thiếu sức sống, sơ xác, gãy rụng và có những mảng gầu trắng thì tóc của bạn là tóc khô. Đây là loại tóc đứng đầu về việc khó chăm sóc trong các loại, bạn nên dùng loại dầu gội có dưỡng chất giúp tóc phục hồi tận sâu bên trong da đầu và tóc. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng dầu xả để bổ sung dưỡng chất giúp tóc suôn mượt, sáng bóng và giữ ẩm cho tóc. Loại dầu gội Hàn Quốc nào tốt? Dầu gội Hàn Quốc ngăn rụng tóc và kích thích mọc tóc Rio. Dầu gội thảo dược ngăn rụng tóc Rio do công ty mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc Amore Pacific sản xuất. Dầu gội Rio được chiết xuất từ các loại thảo dược có tính năng phục hồi tóc, tăng cường tuần hoàn máu, như nhân sâm, hà thủ ô, trà xanh, chirata Nhật Bản. Ngoài khả năng ngăn rụng tóc, dầu gội Rio còn có khả năng kích thích tóc mọc nhanh. Điểm đặc biệt là sản phẩm này có nhiều loại dành cho các loại tóc khác nhau, màu đỏ dùng cho tóc khô yếu và tóc thường, màu nâu dành cho da đầu nhờn, màu xanh lá cây dùng cho tóc nhiều gầu tóc khô, màu tím dành cho tóc hỗn hợp và tóc dầu. Dầu gội và dầu xả mọc tóc tự nhiên hữu cơ vegan. Dầu gội kích thích mọc tóc tự nhiên hữu cơ vegan do thương hiệu Derma trên sản xuất tại Mỹ, được chiết xuất từ thành phần tự nhiên và hữu cơ như dầu dừa, vỏ cam, aloe vera, củ sắn, giúp nuôi dưỡng da bạn một cách tự nhiên, không gây kích ứng. Đặc biệt, dầu gội vegan không chứa sunfat. Ngoài ra, dầu gội vegan Hàn Quốc còn mang lại những lợi ích khác như ngăn ngừa rụng tóc, kích thích tóc mọc nhanh hơn, giúp tóc mềm mại hơn, khỏe hơn. Dầu gội vegan Hàn Quốc phù hợp cho mọi loại tóc, đặc biệt là tóc xoăn. Có 3 kích thước cho bạn lựa chọn: nhỏ, vừa và lớn. Dầu gội thảo dược tự nhiên cao cấp Gold. Dầu gội thảo dược tự nhiên Gold do thương hiệu Dengji Meiji sản xuất. Đây là một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc, được tổng hợp bởi tinh chất của 10 cây thuốc giúp làm giảm khô da đầu và bong chóc. Ngoài ra, nhân sâm và bạc hà giúp giảm thiểu bã nhờn và làm sạch sâu da đầu bằng cách kiểm soát sự tiết bã nhờn. Làm sạch sâu da đầu, bổ sung dưỡng chất sẽ giúp tóc bạn khỏe, đẹp. Đây là loại dầu gội Hàn Quốc tuyệt vời cho những bạn sở hữu mái tóc khô và muốn trị gầu. Mùi hương nhẹ nhàng sẽ mang lại cho bạn cảm giác thoải mái và tươi mới. Dầu gội thảo dược trị rụng tóc nhanh Gold Hair của Hàn Quốc. Nếu tóc bạn bị hư tổn nặng thì dầu gội thảo dược Hàn Quốc Gold Hair sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc. Dầu gội trị rụng tóc nhanh Gold Hair được sản xuất với công thức 100% chiết xuất thảo dược quý hiếm và nước cất tinh khiết, giúp an toàn tuyệt đối và không có tác dụng phụ. Đây là một loại dầu gội thảo dược trị liệu tóc chuyên sâu, giúp ngăn rụng tóc và hỗ trợ mọc tóc sau 1 tháng sử dụng. Ngoài ra, sản phẩm còn được cải tiến giúp phù hợp cả với những người có da đầu nhờn. Bộ sản phẩm gồm 2 chai dầu gội và 1 chai thuốc bổ. Dầu gội trị gầu Aromatica Rosemary. Aromatica là thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Thương hiệu này cho ra đời dầu gội chuyên trị gầu Aromatica Rosemary. Dầu gội được thiết kế đặc biệt để phục hồi tóc hư tổn, gốc yếu, trị gầu và ngăn tóc gãy rụng. Hơn nữa, dầu gội còn có khả năng làm sạch sâu da đầu và loại bỏ bụi vượt trội.
Đây là một giải pháp tuyệt vời cho tóc khô. Ngoài ra, đây là loại dầu gội được sản xuất từ các thành phần thiên nhiên như hương thảo cam, bưởi, hoa phong lữ, quả ngọc Ấn Độ. Hầu như tất cả các loại dầu gội Hàn Quốc nào có nhiều thành phần thiên nhiên đều khá tốt và an toàn cho da đầu. Dầu gội Skylake Oriental Herb Cool Hàn Quốc, dầu gội thảo dược Oriental Cool Hàn Quốc được sản xuất bởi thương hiệu Skylake. Sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược phương Đông có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, giúp kích thích sự phát triển của tóc, ngăn ngừa gầu, ngăn ngừa ngứa da đầu. Ngoài ra, sản phẩm còn có khả năng bảo vệ màu tóc, giúp da đầu luôn tươi mát và sạch sẽ. Đây là loại dầu gội Hàn Quốc được các bác sĩ khuyên dùng cho người có da đầu nhạy cảm và tóc hư tổn. Dầu gội Kerasys Hàn Quốc phục hồi tóc hư tổn. Dầu gội Kerasys Hàn Quốc nổi tiếng về khả năng phục hồi tóc hư tổn tốt và vượt trội. Được sản xuất bởi nhãn hàng KIAASYS thuộc tập đoàn AEKYUNG của Hàn Quốc. Nếu tóc bạn đã chịu qua sự tác động của hóa chất như làm xoăn, uốn xù, duỗi, nhuộm hay tóc tơ, tóc yếu, mỏng, dễ gãy rụng thì đây sẽ là sự lựa chọn tối ưu của bạn. Thành phần của dầu gội Kerasys gồm có vitamin E giúp chống lại sự lão hóa của tóc, polyphenol bảo vệ tóc khỏi quá trình oxy hóa, loại bỏ bụi bẩn và kết dính của sản phẩm, tạo kiểu tóc cân bằng độ ẩm, tất cả giúp tóc bạn chắc khỏe, mềm mượt, chống gãy rụng tóc, phục hồi được hư tổn. Ngoài ra, loại dầu gội Hàn Quốc này còn giúp bạn giữ màu cho tóc nhuộm. Trên đây là các loại dầu gội Hàn Quốc giúp bạn có mái tóc khỏe mạnh mà Dilis giới thiệu đến bạn. Chắc bạn đã chọn được sản phẩm phù hợp với tóc của mình và đã trả lời được câu hỏi dầu gội Hàn Quốc nào tốt. Chúc bạn có một mái tóc khỏe đẹp như ý. Link mua sản phẩm dầu gội Hàn Quốc mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.